Thưa quý vị và các bạn, trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu của mình cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Những người lính Cụ Hồ năm xưa, không phải ai ai cũng được may mắn lành lặn khi trở lại với cuộc sống thường ngày. Khi nỗi đau tinh thần và thể xác vẫn hằng ngày dày vò bản thân. Và nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội với những người là nạn nhân của tội ác mang tên chất độc da cam. Song vượt qua những nỗi đau ấy, các nạn nhân da cam điêu xin tại huyện Đắc Hà càng thấm thía hơn nghĩa tình đồng chí, đồng đội, động viên, giúp đỡ nhau, dìu nhau qua ám ảnh và bi thương để vươn lên trong cuộc sống thường ngày. Đã nhiều năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tư ở thôn Đắc Lộc, xã Đắc Ngọc chưa được một lần hưởng những ngày vui trọn vẹn. Chồng bà là ông Phạm Mạnh Đoàn, một chiến sĩ từng cầm súng chiến đấu khắp các chiến trường trong chiến tranh. Khi trở về, đã mang trong mình di chứng của chất độc da cam dioxin. Cuộc sống hàng ngày đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn khi người con trai của ông bà là Phạm Quang Việt sinh ra đã bị di chứng nặng nề, không thể làm chủ được năng lực của bản thân. Đến khi ông mất đi, bà lại một mình chật vật tự lo lấy miếng cơm manh áo, vừa phải chăm lo cho đứa con tàn tật của mình bằng số tiền lương hưu ít ỏi và tiền trợ cấp hàng tháng của người con trai. Có những lúc, tưởng như nỗi đau kia có thể quật ngã người phụ nữ 65 tuổi này bất cứ lúc nào. Từ cái năm ông đi chiến trường giờ về là coi như có làm ăn gì được đâu. Cho nên là bệnh tật nó biến chứng coi như giờ cuối cùng sau sinh bệnh nặng quá cuối cùng điều trị nằm bệnh viện hàng mấy tháng. Bệnh viện Đà Nẵng mấy tháng cuối cùng mà không trị được cuối cùng là nhà nước phải trả về. Mẹ con tôi thì là tiền bạc không có, cho nên độc chạy vay mượn để coi đi no cho ông ấy. Cuối cùng giờ hãy còn mắc lỡ đấy. Và con cái thì thế này, bỏ đi lang thang suốt, coi cứ phải đi tìm đi về. Đấy. Hoàn cảnh rất khó khăn. Không riêng gì bà Tư, toàn huyện Đắc Hà có trên 400 đối tượng, hầu hết là những người đã từng là đồng chí đồng đội trên các chiến trường nhiễm chất độc hóa học da cam. Trong đó, có gần 40 hội viên không may mắn khi di chứng đã lan sang thế hệ thứ hai, thứ ba. Trở về đời sống thường ngày, các đối tượng này đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh khi mà di chứng của chất độc da cam không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình mà còn để lại di chứng đến con cháu, thế hệ thứ hai, thứ ba của họ. Năm 2008, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Đắc Hà được thành lập với 9 tổ chức hội xã thị trấn, 55 chi hội cơ sở với 441 hội viên, là những người đang gánh chịu sự dày vò của nỗi đau da cam và cũng là đại diện của những nạn nhân cùng chung nỗi đau trên địa bàn huyện. Thấu hiểu được những mất mát to lớn ấy, bằng tình thương, trách nhiệm, những nạn nhân da cam càng đồng cảm chia sẻ với nhau. Trước hết là thăm hỏi, động viên, sau là hỗ trợ về kinh tế để ổn định cuộc sống. Huyện hội cũng như các tổ chức đơn vị đã tổ chức thăm tặng quà cho các nạn nhân những ngày lễ ngày Tết và thăm khi nạn nhân ôm đau và thăm viếng tiễn đưa các nạn nhân qua đời. Đồng thời tổ chức là hỗ trợ các gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã có kết hợp với các cơ quan có liên quan để cho liên quan chức năng đấy là làm tốt công tác tuyên truyền cũng như làm sao để vận động hội viên nạn nhân tham gia vào hội và tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính sách của Đảng nhà nước cũng như là nghĩa vụ người công dân còn lại. Với trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền lợi và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng với sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của các cấp hội, từ các mạnh thường quân và từ chính những người có chung số phận. Trong vòng 5 năm, từ năm 2013 đến nay, huyện hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình thương với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, tạo điều kiện cho hai đối tượng vay 20 triệu đồng không lãi suất, thời hạn 5 năm để tạo vốn sản xuất, hỗ trợ 8 con bò sinh sản trị giá 128 triệu đồng và huy động gần 500 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ nạn nhân ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn.
thì họ cũng giúp đỡ và động viên coi đi thì mẹ con cũng khắc phục thôi chứ còn xong. Từ khi mà về địa phương cho đến khi mà nhà nước cho chế độ, trước đấy mà nói là gia đình hết khó khăn, mà hai nữa thì bệnh tật thì nó vẫn cứ hành hạ suốt. Từ năm 2010 giờ thì nhà nước xét thấy khó khăn cho nên mà cho chế độ, thì từ ngày đến giờ đời sống cũng bớt một phần khó khăn đi, và sức khỏe thì được nhà nước chăm lo đều đặn hàng năm hàng tháng, nói chung là thuốc thang và chu cấp, tôi thấy cũng là an tâm một phần nào do nhà nước chăm lo cho mình, thế tôi thấy là cũng mỹ mãn rồi. Song song với vai trò chăm lo, giúp đỡ và động viên các nạn nhân, dù đang còn nhiều khó khăn, nhưng huyện hội và các cơ sở hội đã thực hiện tốt công tác xây dựng quỹ hội và sử dụng nguồn quỹ hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, huyện hội xây dựng được nguồn quỹ hơn 74 triệu đồng, các đơn vị hội xã thị trấn gần 165 triệu đồng. Đáng nói hơn là ngoài nguồn kinh phí vận động của các đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân ủng hộ, quyên góp, các tổ chức hội cơ sở đã huy động những nguồn quỹ từ chính những hội viên có điều kiện kinh tế ổn định hơn để giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu biểu như hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Đắc Ngọc, dù chỉ với 28 hội viên và 5 chi hội, nhưng hội đã xây dựng được nguồn quỹ hội 21,5 triệu đồng. Trong đó, chi hội thôn Đắc Tin có 4 hội viên nhưng đã xây dựng quỹ hội được 8 triệu đồng. Chi hội thôn Đoàn Kết có 5 hội viên cũng đã xây dựng được quỹ hội 4,5 triệu đồng. Qua đó, không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, gia đình hội viên, mà còn đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa mới. Tuy rằng nó cũng ốm cũng đau, thế nhưng mà mình cũng phải phát huy được cái tinh thần người quân nhân ở cách mạng, rồi người cán bộ của trước đây, để qua cái làm ăn của mình thì cũng chắc chiu, góp nhau được, thì ai là người khó khăn cũng giúp được. Ví dụ như những người nghèo, người ta thiếu ăn hoặc là thiếu công việc làm, ví dụ cho người ta mượn bò nuôi hoặc mượn trâu nuôi, hoặc cho tiền, cho vay tiền thì không lấy lại, thì như vậy nên là cũng đỡ đần cho họ, họ cũng cảm ơn, họ thấy mình như vậy họ cũng cảm ơn, cũng mình thấy cũng vui lòng. Hội viên trong chi bộ thì nhìn về cái khách quan mà nói thì cũng tương đối là gọi là so với cái mức sống so với bà con thì không bằng, nhưng mà mức sống theo cái thực tế nhu cầu của mình thì cũng đã đáp ứng được, cũng đã cải thiện được nhiều, ví dụ là giúp đỡ nhau về phát triển kinh tế vườn ao chuồng. Đến nay, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Đắc Hà đã phát triển được 10 tổ chức hội cơ sở xã thị trấn với 420 hội viên. Trải qua 10 năm xây dựng và thực hiện sứ mệnh nhân đạo, nhiệm vụ của cánh chim đầu đàn ấy vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Dù đã có những người mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau dai dẳng ấy để vươn lên, thì vẫn còn đó rất nhiều những số phận không may mắn, vẫn hàng ngày, hàng giờ, oằn mình chiến đấu với những tháng ngày mà bản thân và người thân bị bóng ma màu cam giày vò. Chứng kiến tội ác da cam đang hàng ngày gặm nhấm cả về thể xác lẫn tinh thần của những con người bằng xương bằng thịt, là đồng chí, đồng đội của mình. Sự trăn trở của những người cùng chung cảnh ngộ và toàn xã hội chưa bao giờ nguôi. Nhiều nhà cũng còn ảnh hưởng chứ không phải là độc thân chúng tôi. Chúng tôi gọi là một phần đấy, còn dân bị cũng nhiều. Anh em tham chiến trong cuộc ấy là coi như vừa rồi làm chính sách cũng có người được, có người không. Vì nó nằm ở trong người chứ nó có thể hiện bên ngoài đâu, cho nên là nó khó. Thế giờ nó coi mình gánh lại cái bệnh tật đấy cho cả gia đình, này tồn tại lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba bây giờ vẫn bị, mong cầu nhà nước là can thiệp với Mỹ làm như nào để cho chính sách của mình được rộng thêm lên một phần nào nữa cho dân đó khổ, mà đất nước ta cũng đó khó khăn. Xong cái đại khám tới thì tôi để cái hướng một là tiếp tục quán triệt sâu sắc, làm cho hội trước hết là hội viên thấy được cái
vai trò, nhiệm vụ của hội nạn nhân. Nhất là các nạn nhân chất độc da cam. Thứ hai là sẽ truyền truyền sâu rộng trong nhân dân, làm sao là vì cộng đồng, để cho dân dân người ta sẽ thấy được cái sự tác hại của chất độc hóa học, từ đó cho nhận thức người ta sự có giúp đỡ. Thứ ba là tiếp tục là nâng cao trách nhiệm đối với các cuộc làm của xã hội, để làm sao là hoạt động có hiệu quả hơn. Thứ tư là tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đó là quan trọng. Và hoạt động tốt thì người ta mới quan tâm. Cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam là cuộc chiến tranh dài ngày nhất, có quy mô lớn nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Hậu quả là hệ sinh thái, rừng nguyên sinh, sông suối, ruộng đồng, tất cả đều bị thứ hóa chất độc hại bức tử. Nhưng đau xót nhất chính là con số 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin và trên 3 triệu người là nạn nhân đã và đang bị các bệnh tật suy giảm khả năng lao động. Con cháu bị dị dạng, dị tật, tổn thương nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong thư gửi nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2006, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết từng nhấn mạnh: nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam và cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Hy vọng rằng với sự quan tâm, đồng cảm, sự sẻ chia bằng cả trái tim của toàn xã hội, các nạn nhân da cam dioxin trên địa bàn huyện Đắc Hà nói riêng và cả nước nói chung sẽ không ai còn cảm thấy mình bị lẻ loi đơn độc, để cùng dìu nhau qua cuộc chiến màu cam.